Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đến với ngày thứ 9 của chuỗi yoga dành cho người mới bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng trải thảm ra và tập yoga của mình nhé. Đầu tiên chúng ta hãy ngồi thật thoải mái, giữ thẳng cột sống. Chúng ta hãy ổn định nhịp thở của mình. Hít vào, thở ra. Hít vào, bụng phình càng. Thở ra thật sâu và chậm. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, hóp sâu bụng xuống. Rồi chúng ta hít thở đều. Từ đây chúng ta hãy duỗi chân của mình về trước. Duỗi hai chân về trước. Tách rộng hai chân của mình sang ngang. Chúng ta xoay tròn cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5 và ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây chúng ta đi cái mông của mình ra sau. Chúng ta sẽ đi mông ra sau, giúp vùng lưng dưới của chúng ta được thẳng lên. Mũi chân của chúng ta dựng. Cố gắng đầu gối của chúng ta được chạm xuống dưới thảm ạ. Chỉ những ai đau đầu gối thì chúng ta có thể trùng thôi ạ, hoặc thả lỏng bàn chân. Còn đối với người bình thường thì chúng ta hãy cố gắng mũi chân dựng lên, buông góc. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay, mắt hướng nhìn lên. Thở ra gập người, ôm chân phải, cố gắng hạ bụng về gần đùi của mình ạ. Trùng nhẹ khuỷu tay, mắt nhìn về phía bàn chân phải, cảm nhận sự căng giãn vùng cơ gần khuỷu. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay. Thở ra gập người, ôm chân trái. Nhớ là hai vai của chúng ta, khoảng cách từ vai đến thảm của hai vai là bằng nhau. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay. Thở ra gập người, ôm chân phải. Hãy giữ ở đây ạ. Chúng ta cố gắng dướn dài cột sống của mình ra, hạ bụng về gần đùi, cằm nâng lên một chút ạ. Cảm nhận sự căng giãn sâu hơn, kết hợp với thở ra thật sâu và chậm. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng tay, nhớ là mềm vai trong. Thở ra gập người, kéo dài cột sống. Dừng ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay của mình. Thở ra gập người về giữa, gập người về giữa. Cố gắng tay, cổ tay này, vai và hông của chúng ta cùng nằm trên một mặt phẳng. Được chưa ạ? Nhấn cái bụng, nhấn lưng dưới đẩy về trước. Cảm nhận sự căng giãn. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay, thả lỏng vai trong. Thở ra thật chậm, gập người về trước ạ. Một góc 60 độ hoặc sâu hơn 45 độ. Hãy cảm nhận sự căng giãn và giữ ở đây theo khả năng của cơ thể. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra chúng ta nhẹ nhàng đưa hai tay ra sau. Hai tay ra sau. Rồi hai bàn chân của chúng ta đưa gần về ạ. Hai bàn chân đặt song song và cách nhau bằng hông ạ. Chống mũi tay xuống sàn. Hít vào, chúng ta đẩy hông lên cao. Đầu gối, hông, vai của mình ạ, đầu cùng nằm trên một mặt phẳng. Đầu của chúng ta không ngả sau và cũng không ngẩng lên cao. Siết bụng mông đùi. Thở ra thật chậm, hạ hông xuống, mắt nhìn xuống rốn, hóp sâu bụng. Tiếp tục hít vào, đẩy hông lên cao.
Giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra thật chậm, hạ hông xuống, hóp sâu bụng. Tiếp tục chúng ta hít vào, đưa hông lên ạ. Siết bụng mông đùi, xốc vai lên. Và giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra hạ hông xuống. Từ đây chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao. Cố gắng giữ thẳng cột sống của mình. Thở ra, tay phải ra sau ạ. Chúng ta trùng khỉu tay phải, ngoạn xoắn ạ. Nếu tốt thì hai bàn tay đặt cạnh hai mép thảm, đầu đưa về giữa thảm. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra đổi bên, vặn xoắn ra sau và sang trái, mắt nhìn về giữa thảm. Tiếp tục hít vào, hai tay đưa lên cao. Nhớ mềm vai trong, thả lỏng vai ra. Thở ra vặn phải và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào, hai tay đưa lên cao. Vươn căng hai tay, kéo dài cột sống của mình. Thở ra xoay sang trái, giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao. Vươn căng hai tay của mình. Thở ra vặn xoắn ra sau và sang phải. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn căng lên ạ. Lần cuối cùng. Thở ra đôi bên và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra chúng ta nhẹ nhàng hạ hai tay xuống, duỗi hai chân về trước, duỗi hai chân, vẫn đi mông ra sau, giữ thẳng cuộc sống của mình. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra chúng ta đặt tay phải sang bên phải ạ, bò tay phải sang phải, trùng khỉu tay xuống, vươn căng tay trái, mắt hướng nhìn lên trần, hông giữ trên sàn. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng tay. Thở ra thật chậm, đổi bên ạ. Bò tay trái sang bên trái, trùng sâu khỉu tay trái xuống, vươn căng tay phải. Hít vào, hai tay đưa lên cao, vươn căng hai tay. Thở ra, đổi bên ạ. Trùng sâu khỉu tay phải xuống nếu có thể ạ. Vươn căng tay trái, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay đưa lên. Thở ra đôi bên. Rồi và giữ ở đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra nhẹ nhàng hạ hai tay xuống. Từ đây chúng ta thu đầu gối chân phải gần về ngực của mình ạ. Hãy thu chân, áp sát đầu gối về gần ngực. Cố gắng giữ thẳng cột sống của mình. Hít vào, chúng ta sẽ đan hai tay của mình dưới bàn chân ạ. Đối với người bắt đầu có thể hít vào này, và chúng ta đưa chân lên ạ. Có người sẽ cảm thấy rất là khó thì chúng ta có thể nắm xuống vùng bắp chân của mình ạ. Rồi, nhẹ nhàng này, đẩy cái lưng dưới của mình lên này, dướn ngực lên này, duỗi thẳng chân. Chúng ta siết bụng lại, chậm chậm ạ. Siết bụng thì chúng ta sẽ cảm nhận trọng lượng của chân rất là nhẹ thôi ạ. Siết cơ bụng lại và cố gắng thở ra, tách hai khuỷu tay sang ngang, đưa chân về gần phía cơ thể của mình, cảm nhận sự căng giãn vùng cơ gần khỏe không? Chưa? Hít vào, duỗi thẳng tay, cảm nhận vùng vai, hai bả vai được căng giãn, mở ngực ra, dướn ngực lên ạ, siết cơ bụng. Rồi từ đây chúng ta đưa tay trái nắm má ngoài của chân phải ạ. Nhớ là siết cơ bụng ạ. Đưa tay phải của mình ra sau, kéo dài tay phải, mắt nhìn theo tay phải của mình. Rồi thở ra,
Chúng ta từ từ thu tay phải về ạ. Đặt bàn chân phải của mình lên khuỷu tay trái ạ. Rồi chúng ta đưa tay phải của mình ra ngoài đầu gối phải. Ôm cẳng chân của mình ạ. Áp sát cẳng chân gần về ngực. Chúng ta lắc nhẹ sang hai bên. Cố gắng giữ thẳng cột sống. Cảm nhận vùng khớp háng của mình được mở ra. Rồi từ đây chúng ta đổi bên chân. Không ạ, chúng ta sẽ đặt chân phải của mình xuống ạ. Gót chân phải ra ngoài đầu gối trái, được chưa? Chân phải ra ngoài đầu gối trái. Bàn chân vẫn song song với chân trái của mình. Rồi giữ thẳng cột sống. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra chúng ta vặn xoắn sang phải ạ. Chúng ta hãy gài sâu cái nách của mình xuống dưới ạ. Rồi gài sâu xuống. Rồi đưa tay phải của mình ra sau. Mắt nhìn ra sau. Cố gắng giữ thẳng cột sống ạ. Nếu ai mềm dẻo hơn hoặc tốt hơn, có thể đưa cái tay, bàn tay trái của mình nằm xuống cổ chân trái, nằm xuống cổ chân phải. Mắt nhìn ra sau. Rồi từ đây chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra hạ tay xuống ạ. Chúng ta có thể hạ đầu gối phải của mình xuống như này. Hạ đầu gối phải xuống. Hít vào, hai tay đưa lên. Thở gập người, ôm chân trái. Được chưa? Ôm chân trái. Cảm nhận sự căng giãn vùng cơ gân khuỷu. Cố gắng đưa bụng về gần đùi ạ. Dướn dài cột sống ạ. Cột sống của chúng ta kéo dài ra. Mắt hướng nhìn về phía trước. Rồi từ đây chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra hai tay xuống và chúng ta đổi bên ạ. Đổi bên. Thu chân trái gần về hông của mình. Áp đầu gối chân trái gần về bụng và ngực. Hai tay đan dưới chân. Hít vào, đưa chân lên ạ. Hai tay đan xuống dưới bắp chân của mình. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, tách rộng khuỷu tay sang ngang ạ. Cố gắng đưa chân gần về. Gần về đầu của mình ạ. Cố gắng thẳng lưng. Chúng ta sẽ cảm nhận rõ sự căng giãn của mình. Được chưa? Giữ ở đây. 5 4 3 2 1. Từ đây chúng ta đưa tay phải ra má ngoài của chân trái. Rồi hít vào, đưa tay trái ra sau. Mắt nhìn ra sau. Và giữ ở đây. 6 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta thu tay trái trở về ạ. Đưa bàn chân trái của mình đặt lên khuỷu tay phải ạ. Đưa tay trái ra ngoài đầu gối. Ôm tay ạ, đan tay vào đây ạ. Rồi chúng ta hãy cố gắng giữ thẳng lưng của mình lên. Lắc nhẹ sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, từ đây chúng ta đặt chân trái ra ngoài đầu gối của chân phải. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Vươn căng hai tay, thả lỏng vai ra. Thở vặn người sang bên trái. Rồi ạ, tay trái ra sau. Mắt nhìn ra sau vai. Cố gắng giữ thẳng cột sống. Tốt hơn có thể hạ bàn tay phải nắm vào cổ chân trái của mình. Chưa? Từ đây chúng ta hít vào, đưa hai tay lên cao. Thở ra này. Gập người về trước ạ. Gập người ôm chân. Hạ đầu gối trái sang trái. Gập người ôm chân. Hãy giữ ở đây ạ. Đưa bụng về gần đùi. Dướn ngực, nâng cằm. Cảm nhận sự kéo giãn cột sống của mình. Cơ gần khuèo được kéo giãn. Rồi từ đây chúng ta hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra, hạ hai tay xuống. Rồi thả lỏng hai chân của mình. Thả lỏng hai chân. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hai chân ra sau về tư thế cái bàn. Tư thế cái bàn. Chống hai bàn tay xuống. Từ đây chúng ta sẽ hít vào, mở ngực, võng lưng sau, vươn căng cổ. Thở ra thật chậm, cuộn cao lưng, hóp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào,
mở ngực võng lưng ạ. Thở ra thật chậm, cuộn cao lưng lên, hóp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn, đưa ngực về gần cằm. Tiếp tục hít vào, mở ngực võng lưng ạ. Giữ ở đấy, như thế này sẽ giúp chúng ta cân bằng lại cuộc sống của mình. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn cao lưng, hóp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Rồi từ đây chúng ta sẽ chống mười đầu ngón chân ạ, đẩy hông lên cao, tư thế duy ngược ạ. Đối với những người mới bắt đầu thì chúng ta hãy cố gắng nâng ngẩng đầu của mình lên một chút ạ, để tránh trường hợp chúng ta cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Mắt hướng nhìn về giữa hai tay ạ. Ai thể lực tốt hơn vẫn có thể để đầu của mình song song với hai tay. Từ đây chúng ta hít vào, bước chân phải về giữa hai tay. Được chưa? Đầu gối chân sau của chúng ta duỗi thẳng, chân trên của chúng ta giữ vuông góc, chân sau kiễng cao gót chân. Được chưa? Duỗi thẳng như này, cảm nhận khớp háng được mở ra. Chúng ta hãy xốc vai của mình lên nhá. Thở ra hạ đầu gối trái xuống, vuốt mũi chân ạ, vuốt mũi chân, chìm sâu khớp háng. Hít vào, chúng ta đưa hai tay lên cao, chắp hai tay vào nhau, chắp hai tay vào nhau. Hít thở đều, thở ra này, hãy ngả người ra sau sâu hơn theo khả năng của cơ thể của mình. Mắt hướng nhìn lên, thở ra hạ tay xuống ạ, hạ hai bàn tay xuống. Từ đây chúng ta đẩy hông lên cao, đẩy hông lên cao, cố gắng hạ bụng về gần đùi của mình ạ. Hạ bụng, trùng khuỷu tay, hạ ngực, tốt hơn có thể hạ trán xuống, kéo dài cuộc sống của mình ra. Được chưa? Hít vào, trùng đầu gối. Rồi chúng ta chống mũi chân trái này, đưa chân phải ra sau, về tư thế V ngược ạ. Tư thế V ngược này giúp chúng ta kéo giãn vùng vai này. Ai tốt hơn không căng khoeo chân, chúng ta có thể hạ hẳn gót chân của mình xuống sàn ạ. Còn với những người mới thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là căng, thì chúng ta có thể kiễng cao gót chân của mình lên, hoặc trùng đầu gối, để cái vai của chúng ta này, từ cổ tay cho đến vai, đến hông của chúng ta thẳng hàng, cùng nằm trên một mặt phẳng. Rồi, từ đây chúng ta hít vào, bước chân trái về giữa hai tay. Được chưa? Mắt nhìn về trước, kiễng cao gót chân của mình, gót chân phải lên ạ, duỗi thẳng đầu gối nếu có thể. Thở ra hạ đầu gối chân phải xuống, duỗi căng mũi chân, chìm sâu khớp háng ạ. Chìm sâu khớp háng, thở ra. Rồi từ đây hít vào, siết bụng mông đùi ạ, hai tay đưa lên cao, hai bàn tay chắp vào nhau, chìm sâu khớp háng. Thở ra, chúng ta ngả ra sau theo khả năng của cơ thể của mình. Nhớ là phải chìm sâu khớp háng dù chúng ta mới ngả sau nhé. Thở ra hạ hai tay xuống. Rồi từ từ chúng ta duỗi thẳng đầu gối chân trái, đẩy hông ra sau, trùng nhẹ khuỷu tay, hạ bụng ngược trán về gần ống chân, cảm nhận sự căng giãn. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta trùng đầu gối xuống ạ. Rồi chúng ta đưa chân ra sau về tư thế về ngược. Về ngược, hãy chìm sâu vai của mình xuống, cảm nhận sự căng giãn vùng vai. Tiếp tục bạn, chúng ta hít vào, bước chân phải về giữa hai tay. Được chưa? Rồi hạ đầu gối chân trái xuống ạ, chìm sâu khớp háng, nhấn sâu khớp háng xuống. Hít vào, hai tay đưa lên, chắp hai tay, thở ra, dướn ngực về trước, chìm sâu khớp háng, ngả sau, mắt hướng nhìn lên, siết bụng mông đùi thật chắc chắn. Thở ra thật chậm, đẩy hông lên ạ, duỗi thẳng đầu gối chân phải, đẩy hông lên, trùng khuỷu tay xuống ạ, cảm nhận sự căng giãn vùng cơ gần khoeo. 5, 4, 3, 2, 1.
hít vào, trùng đầu gối ạ. Rồi chúng ta chống mũi chân trái, thu chân phải ra sau về về ngược. Về ngược. Tiếp tục hít vào, bước chân trái về giữa hai tay. Chưa? Duỗi thẳng đầu gối chân sau, rồi hạ đầu gối xuống, buông mũi chân, chìm sâu khớp háng về trước. Chân trên nhớ vuông góc ạ, đầu gối chân trên giữ vuông góc. Hít vào, hai tay đưa lên cao. Thở ra, ngả sau. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, hạ tay của mình xuống ạ. Rồi duỗi thẳng đầu gối, đẩy hông ra sau, trùng khuỷu tay xuống. Hạ trán của mình chạm vào ống chân ạ. Cố gắng bụng áp sát vào đùi. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây chúng ta trùng đầu gối của mình ạ. Trùng đầu gối của mình, đưa chân, chống chân ra sau về tư thế V ngược ạ. Về tư thế V ngược. Đối với người mới bắt đầu thì thể lực của chúng ta thường là chưa được tốt ạ, nhất là vùng tay vai của mình ạ. Chúng ta có thể tập thêm nhiều về tư thế như tấm ván plank này của mình ạ. Có thể tập bổ trợ thêm tấm ván plank của mình như này. Thở ra, đẩy hông lên cao, về ngược, chìm sâu vai, được chưa ạ? Hít vào tấm ván ạ. Tấm ván tư thế này chúng ta xốc vai của mình lên ạ. Xốc vai, lực dồn đều vào các đầu ngón tay của mình. Kiễng cao gót chân sau, hai bàn chân chỉ tách rộng khoảng 10cm thôi ạ. Cuộn xương cụt xuống, xốc vai, mắt nhìn về trước. Thở ra, đẩy hông lên. Hít vào tấm ván cao ạ. Chúng ta hãy xốc vai của mình nhá, siết bụng, mông đùi ạ. Sẽ giúp chúng ta tăng sức mạnh vùng tay vai, tăng thể lực của mình. Thở ra về ngược ạ. Chúng ta có thể tập như thế nhiều lần hơn. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng thở ra, hạ đầu gối xuống, tách rộng đầu gối sang hai bên, hông ngồi ra sau với tư thế em bé thư giãn. Hạ trán xuống. Hãy cảm nhận hơi thở được ra vào tự nhiên. Hãy hít thở đều. Rồi từ đây chúng ta đẩy hông lên ạ. Đẩy hông lên. Vừa rồi là bài tập ngày thứ 9 dành cho người mới bắt đầu. Hy vọng rằng là bài tập này vẫn tiếp tục là luôn luôn là những bài tập bổ ích cho các bạn. Và đừng quên comment phản hồi sau khi tập xong bài tập này của mình nhé. Hãy đăng ký kênh Yoga cho người mới bắt đầu và theo dõi các bài tập của mình tiếp theo. Bye bye.